Rồi chào anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em check nhà mạng iPhone Lock nha, check miễn phí nha. Anh em trước hết là anh em vào trang www.com này nha. Rồi anh em vô cái phần vô phần cài đặt. Rồi cài đặt chung. Rồi giới thiệu. Xuống dưới anh em có đè vô copy cái chữ email này. Rồi anh em dán vô cái chỗ cái mục này. www.com nha, anh em xóa cái khoảng cách đi. Rồi mình tìm này. Anh em để cái chữ lock career, đây là nhà mạng iPhone Lock này, nó là Sprint nha. Rồi tiếp theo là bắt đầu là mình đào app contact control gì để phía trên bè dưới mình. Anh em nên tắt tìm iPhone nha, nhưng mà cái máy này chính chủ là mình không có sợ. Còn máy ghép cho khách là phải tắt tìm iPhone này mới chắc ăn được nha. Rồi sau đó mình sẽ tiếp theo mình kiểm tra cái sim điện thoại nó có sóng hay không, cái máy có sóng không nha. Rồi bỏ sim điện thoại vô. Rồi mình vô trang Hưng Thịnh Mobile.com này, rồi vô 3 chấm, rồi vô bản lẻ MSD iPhone Lock. Mình tìm chữ Sprint này, 3102310200 GIP 2 là A200 nha. Vậy cái này nó ở ngoài màn hình LCD là nó có 4G là ok rồi. Sim này sim Vina nha, ai cũng sạch. Hai máy mà. Mật khẩu nhiêu? 200004. Là cái sim điện thoại và cái điện thoại ok rồi nha. Đó, cái sim Vina mà nó có cái foil như vậy, hình bầu dục như vậy là rất là khó ghép nè, ai cũng sợ. Nhưng mà với sim ghép Pro New 2.3 bất tử của mình này, Moto 4 bất tử thì ghép cái sim nào cũng được nha, cỡ cả không có 4G vẫn ghép được nha. Rồi, anh em bỏ vô sim này. Mình không cần phải đăng ký 4G cái sim này luôn, cũng không cần phải duy trì 4G luôn. Đó, mình lắp vô. Đây cái mã của nó này, 3102310200. Rồi. GIP 2 là A2 nha, mình chọn TMSA Pro. 3101200. GIP 1 nó là 000 FF, mình bấm tiếp tục luôn. GIP 2 mình mới sửa lại hai số đầu tiên thành A2 nha. Rồi bấm gửi, chọn Pro 4 bất tử này. Với mod này á, là không bao giờ mất sóng luôn nha anh em. Không cần bật 4G luôn nha. Đó, anh em thấy nó vô rồi, bắt đầu mình vô cài đặt rồi di động này. Thì chọn thoại và dữ liệu, bật lên chuyển vùng dữ liệu rồi tắt cái voice LTE đi. Giờ mình set Aberdeen cho nó để nó phát wifi luôn nha. Vô cái máy nào mà nó có mạng dữ liệu di động thì mình set Aberdeen được. Đảm ok nè. Rồi ok. Anh em vô này là nó có FaceTime Image luôn nha, full luôn. Đây. Đó, nó đang kết hoạt đó. Sim phải có 4G mới được. Mà bây giờ mình gọi thử này. Đây là dịch vụ trả tiền. Rồi nó ok nha, coi mình test nó có 4G chưa, mình thử là biết liền. Rồi như vậy là ok nha, cái phone vừa rồi nó đã là cực kỳ khó rồi. Cái sim ghép này mình bán 150.000 nha anh em. Còn anh em lại lấy liên hệ mình nha. Sim ghép Pro New 2.3 này là làm riêng cho thị trường Việt Nam luôn. Là test rất là kỹ, sim nào cũng được hết, không có sợ mất sóng gì hết nha anh em. Ghép rất là ngon luôn. Mình bán 150.000, bảo hành 6 tháng nha. Anh em ở xe thì mua về mà inbox mình mua về rồi mình làm sẵn hết rồi anh em, chỉ việc lắp vô là được nha. Rồi đây là group Facebook của mình, này mời anh em vô chơi nha. iPhone Lock và sim ghép mới nhất, cái group cũ của mình đã bị khó rồi, nên là mình em vô cái group mới để chơi nha, xài hỏi đáp mua bán gì iPhone Lock và sim ghép thoải mái nha. iPhone Lock và sim ghép mới nhất và hai nha anh em, mời anh em vô chơi. Đặc biệt là mình đang có event này, chờ lên mem vì group mới nên chưa có thành viên nhiều nên nó mới có 100 mấy thôi. Chờ lên 1000 thành viên thì mình sẽ tổ chức event tặng quà hay là bán sim ghép với sale cho anh em nha.
đó. Rồi bây giờ mình sẽ fit danh bạ luôn cái là xong. Mình đao cái ấp này, đao ấp contact rover. Rồi mình vô bấm chữ contact này, vô utility S country, mình chọn gì Việt Nam, bấm S, ok. Rồi mình xuống đây edit prefit number. Như vậy là ok nha anh em. Anh em cần ghép thì hú mình nha. Rồi chào anh em.